Tiếp theo của cuốn sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, đó là đầu tư ngoại tệ nào. Thì trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia thuộc khu vực Đông Á, nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào loại ngoại tệ nào để đảm bảo được giá trị. Chưa nói là chuyện nâng cao được giá trị của các khoản đầu tư đó. Doanh nhân xin giới thiệu quan điểm của tiến sĩ Alan Fang, quỹ đầu tư Visa về vấn đề này. Trong độ ngoại tệ của thị trường ngoại hối hiện nay có khá nhiều đồng tiền từ các quốc gia được các nhà đầu tư và người dân nắm giữ, và tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà mỗi người có một sự quan tâm khác nhau. Tuy nhiên dùng ở mục đích nào thì cũng việc lựa chọn nắm giữ các đồng tiền sẽ dựa trên các cơ sở giá trị thật và giá trị thị trường đồng tiền đó. Giá trị thật của một đồng tiền được xác định bằng sức mạnh nội tại của nền kinh tế, còn sức mạnh của nền kinh tế được thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản bao gồm GDP, bảng cân đối, tổng số sản phẩm, thu nhập theo đầu người, tăng trưởng kinh tế, dự trữ quốc gia, ngoại hối, hàng hóa, vàng hay bạc, cán cân thanh toán và thâm hụt thương mại, nhập siêu, xuất siêu. Giá trị thị trường của một đồng tiền được xác định bằng cung và cầu, như một loại hàng hóa có thể đánh mức độ và đánh giá được mức độ hấp dẫn thông qua thanh khoản giao dịch của thị trường. Trên cơ sở xác định giá trị thực và giá trị thị trường của một đồng tiền, nhà đầu tư sẽ ra quyết định lựa chọn loại ngoại tệ nào để đầu tư. Tuy nhiên, mức độ sai số về sự chi phối tác động dự kiến của thị trường tới đồng tiền đó, nhất thời lẫn dài hạn là điều khó. Thị trường ngoại hối Việt Nam giao dịch nhiều loại tiền mặt thông dụng với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới: đồng tiền đô la Mỹ USD, đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng franc của Thụy Sĩ và hay là đồng đô la của Canada, đô la Úc, đô la Singapore. USD là đồng tiền chính trong dự trữ ngoại hối của Việt Nam, cũng là đồng tiền thanh toán quốc tế. Do đó USD thì không chỉ quan trọng mà còn rất thanh khoản tại Việt Nam cũng như toàn thế giới. Trong tương lai hay gần gần 2-5 năm thì dự đoán giá đồng tiền USD sẽ chịu sự chi phối của hai yếu tố cung cầu. Nhu cầu sử dụng USD là do đồng tiền của nền kinh tế rất lớn trên thế giới. Một, chính phủ đã củng cố và xây dựng được niềm tin và sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội hàng đầu trên thế giới. Một trong một thời gian dài, không dễ gì có được sự thay đổi hay đánh đổi niềm tin ấy, nên nhu cầu nắm giữ USD sẽ vẫn là khá cao, đặc biệt là trong tình trạng bất ổn của nhiều nền kinh tế khác. Khối lượng cung ứng USD thì hiện đang tăng lên sau gói kích cầu kinh tế của chính phủ Mỹ trong 3 năm nhằm để cứu các ngân hàng lớn. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang thi hành nhiều chính sách đồng đô la yếu để giúp thúc đẩy xuất khẩu và giảm giá trị nợ. Khi cung tăng lên thì cầu vẫn ở mức cao, vị trí thế cân bằng sẽ giúp USD không hạ giá nhiều so với giá trị thực mà vẫn giữ được vị trí là đồng tiền thanh toán số 1 của thế giới. Theo đó, giá đồng đô la Mỹ trên thế giới thị trường quốc tế là khá ổn định và sụt giảm sẽ không chỉ giảm ở mức khoảng 1-3% đến năm cuối năm 2012. Nhân dân tệ ngược với các ngoại tệ khác thì nhân dân tệ không do thị trường định giá mà do chính phủ Trung Quốc uốn nắn theo mục đích chính trị. Không một chuyên gia tài chính nào có thể tiên đoán chính xác được sự lên hay xuống của nhân dân tệ. Dù nền kinh tế Trung Quốc hiện có lớn mạnh thì GDP đang đứng thứ hai trên thế giới với lượng dự trữ quốc gia đạt là 3.200 tỷ USD, nhưng vài yếu kém nội tại có thể ảnh hưởng không những đến nền kinh tế mà còn cả đến sự ổn định xã hội của nước này. Ba yếu tố tiêu cực nhất là lạm phát, bong bóng tài sản và nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Nhiều người nói về việc nhân dân tệ trở thành đồng tiền thanh toán chung của thế giới thay vị trí của USD. Tôi không tin vào chuyện này xảy ra vì thể chế và cơ cấu chính trị của Trung Quốc không cho phép sự minh bạch và trung thực về tài chính. Khi đồng nhân dân tệ được tự do chuyển đổi mua bán ngoại trừ một số vài giao dịch đặc biệt của chính phủ thì nhân dân tệ chỉ là một đồng bảng tệ. CHF là đồng tiền có giá trị thực khá
cao do sự điều hành về tài chính rất thông minh của chính phủ nước này. Đồng CHF được thị trường đánh giá cao và hầu như vượt cung trong những năm tới. Về khủng hoảng nợ công ở một vài quốc gia châu Âu đang làm suy yếu đồng euro của người dân. Người dân mà có tiền ở các quốc gia thuộc khối EU và khối Đông Âu đang có xu hướng tích lũy và cất giữ CHF. Kinh tế toàn cầu bất ổn thì CHF sẽ càng là đồng tiền bền vững và tăng giá đều đặn. CAD và AUD là loại đồng tiền có vị thế thế và xu thế khá cao vì dựa trên nền kinh tế giàu khoáng sản và dầu mỏ của Canada. Tuy nhiên, nguyên liệu thô được đánh giá cao trong mấy năm vừa qua và nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái nên giá dầu và khoáng sản sẽ khó đạt mức tăng cao hơn giá thị trường và giá trị thực của CAD và AUD sẽ hòa bão ở mức hiện tại, không lên quá cao cũng không xuống quá thấp. SGD trong những năm gần đây, GDP của Singapore đã tăng trưởng cao, nhưng đây không hẳn là một nền kinh tế dựa vào tài nguyên tiêu thụ nội địa hay sức sản xuất hàng hóa. Andy Sết, một chuyên gia cao cấp của Morgan Stanley, đã bị cho thôi việc ở dưới áp lực của chính phủ Singapore chỉ vì nhận định là Singapore là một trung tâm rửa tiền của các quốc gia Đông Nam Á nhờ vào dòng tiền luân chuyển có lẻ và là lý do chính giải thích cho sự phồn thịnh của Singapore. Khi các nền kinh tế trong khu vực đang gặp vấn đề về an toàn của hệ thống tài chính và buộc phải thắt lưng buộc bụng vì lạm phát tăng vọt thì SVB cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với tổng quan trên một số ngoại tệ cái thị trường ngoại đối hối đoái thì nhiều người sẽ hỏi cá nhân tôi chọn đồng tiền nào vì mục đích đầu tư và cất giữ. Xin thưa, đó là nếu mà cần giữ tiền mặt thì tôi sẽ chọn là CHF. CHF tức là đồng tiền có giá trị thực khá cao chứ sự điều hành về tài chính rất thông minh của chính phủ nước này. CHF đang được thị trường đánh giá cao và cầu sẽ vượt cung trong những năm tới. Vì khủng hoảng nợ công của một vài quốc gia châu Âu đang làm suy yếu đồng euro, cho nên người dân có tiền ở các quốc gia thuộc khối EU và khối Đông Âu thì có xu hướng là tích lũy các dự trữ CHF. Kinh tế toàn cầu bất ổn thì CHF sẽ càng là đồng tiền bền vững và tăng giá đều đặn. Tuy nhiên, với sự lựa chọn tối ưu của tôi thì từ trước đến nay vẫn là vàng. Cá nhân tôi trung thành với quan điểm dẫu là thanh khoản tiền lợi vẫn được ưa chuộng ở đâu thì mọi đồng tiền giấy đều có thể bị chi phối làm giá và in thêm từ các tác nhân chính trị, chưa kể là cộng thêm những yếu tố khác. Tôi không bao giờ tin vào đồng tiền giấy mà tin vào giá trị của vàng trên bề mặt tài chính. Theo báo Doanh Nhân xuất bản số 85 ngày 9 tháng 8 năm 2011 do tiến sĩ Alan Fan, chủ tịch quỹ đầu tư Visa, là tác giả.